Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo phá đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại thì bác chủ đang gửi gắm tôi đâu đó khoảng gần 300 tỷ, 290 tỷ để build một đội hình mới. Và bác chủ có tâm sự với tôi là bạn ý thích một đội hình của Tottenham Hotspur. Tôi thì cũng có hỏi qua một vài những cái tiêu chí là bác chủ thích cái gì và muốn một đội hình Tottenham như thế nào. Thì bác ấy bảo là tiêu chí đéo gì cũng được, nhưng phải có trong đội hình một con hàng L-King này này, con hàng L-King của mùa 23 Hero. Đấy, đó là cái tiêu chí duy nhất của bác chủ. Thì với cái tiêu chí đó chúng ta sẽ mua luôn nhá. 33 tỷ 1. Thằng King này thằng ấy mới sao nhở anh em nhở? Rồi ok, Tottenham đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những đối tác đầu tiên trên hàng công. Với tầm tiền này thì anh em sẽ có một lựa chọn như thế nào trên hàng công đây? Chúng ta sẽ cùng đón xem. Chắc là mình sẽ lấy một con Harry Kane nhỉ. Son Heung-min cái giá này cũng rất là hợp lý này. 113 chỉ số tổng và khoảng 50 tỷ. Con này chắc là tầm khoảng 56 tỷ 2 là về nhá. Tôi cứ đặt Son Heung-min của World Cup. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm con Kane nhá. Có Son Heung-min rồi, chúng ta sẽ làm con Kane. Harry Kane trong cái form tiền này thì sao nhở? Còn 200 tỷ. Chắc chúng ta phải làm một con như kiểu Totti trở lên rồi. Hoặc có thể là World Cup. Mà World Cup nữa thì hơi mặn nhở. Tính ra cái team này muốn nâng lên thì cũng nâng được đấy. Nhưng mà to nhất chắc là chỉ hai con này thôi. Tôi định mua con mùa World Cup đấy, nhưng mà tôi sợ hơi với tiền. Nếu mà hơi với tiền anh em làm con Totti thôi, để nó còn ổn ổn những cái vị trí còn lại nữa. Con này chắc ok nhỉ. Harry Kane mùa này tầm khoảng 45 tỷ rưỡi mà. 112, giá này không ảo nhá anh em nhá. Giá này không ảo đâu nhá. Tôi cứ mua tạm 45 tỷ nhá. Kane quân cúp thì đẹp hơn, nhưng mà tôi sợ nó đuối tiền không ấy. Con Kane này thì lại đẹp này. Ví dụ con Kane này tôi đặt 71 tỷ nhá. Tôi cứ đặt tự trước đã nhá. Vì tôi thấy là con Kane và con Son này nó hơi tốn tiền. Hai con này thì nó đã tốn của anh em mình khoảng 130 tỷ rồi. Mà nếu như đủ thì vẫn ok nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ đến với một trung vệ nữa đi. Một con hàng trung vệ nữa để đá với Leddy King. Có thể lấy Son Campbell. Son Campbell đang xả min luôn này. 37 tỷ. Làm của hai con trung vệ vừa cao vừa to nhờ. Không thì anh em có thể lấy Romero thôi cũng được rồi. Romero của mùa LOL chạy cũng 111. Khá là dã man đấy nhá. Mà chỉ có 12 tỷ thôi. Đính chính lại anh em là con Quaker bác chủ đã có rồi. Và với mùa 22+8 chắc là mình dùng luôn nhá. Chắc cũng chẳng cần phải nâng cấp nên làm gì cả. Mình tận dụng luôn con Kai Walker này. Nó còn có ở Johat nữa. Nếu như mà tận dụng được Johat thì mình cũng tận dụng luôn. Đỡ phải mua mấy con khác. Romero 23 tổ ti. Thực ra thì nó cũng không hơn nhau nhiều lắm nữa. Mà lại đắt hơn rất nhiều tiền. Nhưng mà cũng được. Mua cũng được nhá. 20. Thằng này lấy 21 tỷ. Được rồi. Tôi lấy Leddy King và Romero tổ ti. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng tiền vệ nè. Rồi, hàng tiền vệ thì sao đây? Chúng ta phải cần một con đá trụ nó có đủ độ uy tín ở giữa sân. Hobe được không nhở? Hobe mùa này giá ngon thế. Con này có 8 tỷ này. Đéo biết săn được không nhở? Nếu như săn được con Hobe này là tuyệt vời luôn đấy. Hobe nếu như mua được con kia anh em mình giảm được cả đống tiền đấy. Hobe sau đó mua một con đá giữa cùng. Tôi tính là mua một con đá CDM cùng. Con này cũng khá là ổn này. Thải sút tốt nhở? Lực sút sút xa thứ 110 mấy cơ. Truyền trọt cũng rất êm. Tôi cho con này nhá. To cao đá giữa tóc bóng sướng luôn nhá. Thằng này cứ lấy tầm khoảng 16 tỷ. Được chưa ạ? 16 tỷ. Rồi bây giờ còn đâu đó khoảng 84 tỷ. Ồ nghe cũng ấm phết nhở. Rồi ở hàng công tôi làm con Berisic đi. Berisic xem là cái tài chính này là mua con nào hợp lý nào. Lấy quân cúp anh em nhá. Một Totti này thì được cái nó hỗ trợ phòng ngự tốt thôi. Còn về tấn công tấn kiếp thì tôi vẫn thích cái mùa này. Mùa Berisic với mùa quân cúp. Tốc hơn, dứt điểm hơn chút. Con này tầm 28 tỷ chắc là nhà rồi. Tí nữa mặc cả sau nhá. Quân cúp ngon các bạn ạ, quân cúp ngon. Bây giờ còn cánh còn lại nữa. Một cánh còn lại nữa thì anh em có thể. Cánh còn lại anh em có thể thấy David Ghiola nhá. David Ghiola đầy đủ sút xa sút xoáy. Chân 55, mét 86. Tốc 114, 115. Vào team có lơ chạy gần 120 năm thì cũng dã man rồi. 28 tỷ dành cho David Ghiola nhá. Rồi lên quả cân lương cho anh em nhìn nhá. Bảng cân lương bắt đầu. Ở đây chúng ta sẽ có là Harry Kane. Kane với mùa World Cup. Trời mẹ, Kane Son hai thằng đá 424 luôn cho nó mát rời nhá. 424 luôn cho mát rời.
Son Kane đá giữa. Trần Anh Đức K43 đã rescan 10.000 đồng. Việt Ngân ngồi cạnh bạn luôn nhá. Ok, có một slot luôn. Bên này David Villa. Được chưa ạ? Bộ tứ nguyên tử nhìn nó khét mù luôn đấy. Tôi đang hơi lấn cấn ở cái tuyến giữa. Rồi, bên này chúng ta có Hobe này. Cặp trung vệ Lady King. Rồi, ok. Bộ 8 cầu thủ cột cán nhất trong đội hình này đã có ở đây rồi. Bên này thì ở đây có Joe Hart, tôi nghĩ là lấy luôn Joe Hart đi anh em ạ. Bậc nhất ở team này rồi, tôi nghĩ là tận dụng con Hart luôn. Bên này có Walker anh em ạ. Walker mùa thường. Thế là được rồi. Thì cái bên này thì lương nó thoải mái nhờ. Bên này còn 21 lương cho cánh à. 21 lương hoặc là sau này sẽ là 26 lương. Lương 21 quay đầu. Đây. Anh em lấy cho tôi con Regulon này là đẹp rồi này. Regulon 3.9 tỷ. Thằng này chạy ít cháy luôn nhá. Chạy 116 cơ mà. Leng Lê thì hơi chậm này. Hoặc là lấy con này cũng được nhá. Udugi này cũng được này. Con này rẻ hơn tầm 1.9 tỷ. Nói chung anh em cứ lấy đi Ben Davy cũng được nhá. Ben Davy này 1.7 tỷ à. Rẻ nhờ. Đấy nói chung thì tôi cứ mua con Regulon thôi. Tôi nghĩ con này là ok nhất này. Con này chạy nhanh. Chạy 116 bốc luôn 109. Đấy. Đẹp luôn nhá. Còn cái gì để chê nữa đâu. Còn cái gì để chê nữa đâu. Một hình perfect. Một hình quá perfect cho bác chủ luôn đấy ạ. Còn bao nhiêu tiền? Còn 21 tỷ. Thường thường thì còn số tiền này tôi nghĩ là anh em mình mua thêm một vài dự bị ở hàng công thì là đẹp nhất nhá. Thì với cái tầm tiền này tôi nghĩ anh em là một con bêu cũng được nhá. Nếu như là bêu có thể lấy con bêu này cũng được. Không thì lấy bêu FS. Anh em thích bêu quá nên là tôi dí cho bác một con bêu nữa. Lấy bêu cũng được. Không thì anh em lấy Richard Nixon cũng ok. Richard Nixon cũng là con hàng tôi đánh giá rất ngon. Nhưng mà chắc là cứ từ từ anh em ạ. Để tôi xem là couple với Hobe nó về được hay không. Nếu không được thì có thể tôi thay đổi một chút. Hobe thì có thể chuyển sang cái mùa ấy đấy. Cái mùa World Cup 6 cũng được. Thế thôi anh em ơi, tôi nghĩ là như vậy là ổn. Đội hình chính đã ok. Và sau khi về đủ tôi sẽ cập nhật update đội hình này cho anh em nhé. The next day. Rồi sau một ngày trở lại với Tottenham Hotspur cực kỳ mạnh trong form tiền đâu đó khoảng 300 tỷ thì đây là những nhân sự mà chúng ta đã có được. Một đội hình rất mạnh anh em có thể nhìn thấy. Với Tottenham Hotspur chúng ta sẽ được chỉ số chung 3, phản ứng 3, chọn vị trí 3. Rồi một vài những cái team color phụ khi mà linh hồn của Spur như Son Heung-min và Harry Kane sẽ được boost thêm là tăng tốc 2 và tầm nhìn 1. Mấy thằng cầu thủ này của mình chỉ khoảng level 4 thôi. Và nếu như mà full level thì Harry Kane sẽ có chỉ số tổng đâu đó khoảng 123. Son Heung-min nếu như chạy cánh thì sẽ là 123 luôn nhá. Mình đang đẩy vào đá tiền đạo thì nó sẽ thấp hơn một chút. Ở đây sẽ là hai con hàng cực kỳ uy tín trên hàng công. Đôi cánh sẽ là Perisic của mùa World Cup và David Ginola với mùa Hero. Nói chung bộ tứ nguyên tử này thì cực kỳ đẹp trai rồi. Tất cả đều có hai chân 5 năm. Bộ chỉ số thành phần thì cũng rất tuyệt vời. Chỉ số thấp nhất trong bộ tứ nguyên tử này là Ginola 121. Còn Perisic, Harry Kane các thứ đều có chỉ số rất tuyệt vời anh em ạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể có thêm Bale, có thêm Richard Nixon, rồi cũng có thể là Kulusevski. Đều là những con hàng chạy cánh rất chất lượng dành cho hàng công của Tottenham. Ở đôi trụ hiện tại mình sẽ có Hobe của mùa E21 khi mà hình như là mình hơi khó mua với mùa giải 22 UCL, nhưng mà dù sao mùa này cũng là mùa chất lượng của Hobe. Bên cạnh sẽ là Oliver Skip. Thằng này thì bác chủ mua với mức thẻ cộng 8 thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng ở giữa sân. Cặp trung vệ thì vẫn sẽ là như vậy. Romero Totti đá bên cạnh là Lady King, một làn gió mới với trung vệ tuyển Anh này. Cao 1m88 mà tốc độ nếu như full level là 124. Đánh đầu mạnh đi kèm. Một trung vệ rất nhanh nha. Chỉ số thành phần cũng rất đẹp. Ở bên phải mình có Kyle Walker cộng 8 đã có sẵn. Và bên này sẽ là Regulon nhé. Mình đang mua thêm con hàng cộng 5. Regulon thì nếu như mà nên full chỉ số thì chạy cũng rất bay. Tầm 124 chỉ số tổng. Và vị trí gác đền thì chúng ta sẽ có Joe Hart của mùa VTA cộng 6. Nói chung là đội hình chính cũng tương đối là đẹp trai rồi. Ở giữa bị thì sao? Chúng ta sẽ có Richard Nixon 22U, là Bentaker 22U, là Sexelon cùng với Bissouma của mùa SPL. Đó là những lựa chọn dự bị trong đội hình này. Ở đây thì nếu như mà dư thêm một chút tiền nữa thì anh em có thể lựa thêm Bale. Bale chạy cánh cũng là một lựa chọn rất tuyệt vời. Nói chung là đẹp trong cái form tiền này với một Tottenham Hotspur. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm. Đầu tiên,
Rồi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Tottenham Hotspur này. Một hình rất mạnh trong form tiền 300 tỷ với bộ tứ nguyên tử đều chỉ số tổng trên 121, rất cao luôn. Vinona. Hay quá nhờ, Son Heung-min. David Guidola. Lại là Son. Lại là Son. Cứ thế mà bắn thôi. Cự ly như thế này tôi còn sút vào, huống hồ gì là Son Heung-min. Harry Kane. Rất đơn giản với David Villola. Ê á, sao lủng củng thế nhờ, có thể sút được kìa anh kìa. Mà sao đơn giản nhờ. Trận đấu hay quá. Trận đấu hay quá nhờ. Đó là Harry Kane, không thể bỏ lỡ. Tạt là bú này, tạt là bú mà. Tạt được là bú. Chuyển hơi theo bài nhá. Quả đấy ẩu thế nhở. Quả đấy mình điều nhầm mắt. Sao Son ra chân được là xong mà. Rất dễ dàng nhỉ. Son. Nhanh quá nhở. Quá tuyệt vời với Guidola. Ôi mà chọc cho thẳng mặt luôn, không chọc được kìa. Vai đái nhờ. Đỡ hộ cái với Harry Kane. Đây rồi. Đây rồi. Rất bình tĩnh với Son Heung-min. Đỡ hộ quả này gái. Harry Kane. Mẹ vừa check cái tin nhắn anh em ạ. Cay thế nhở. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Rách lưới ngay mà. Góc gần. Villa đóng sướng nhờ. Hay quá nhờ. Son Heung-min vào đánh đầu này. Đánh đầu này. Đánh đầu. Mẹ ẩu thế nhờ.
ẩu thật. Đỡ hộ cái nữa. Và kích off đỉnh nhờ. Đối thủ không thể cầm vào bóng. Hai đều. Đỗ hộ gái nhờ. Villola. Hay quá. Hay quá. Chấm hết. Chấm hết cho đội bạn. Rất khó chịu.